Là hai bố con đang thi xem xây xem ai cao hơn. Theo mắt cảm quan thì của bố đang cao hơn anh Bi. Cao gì nhỉ? Của em Bách thì đang là giám khảo nhỉ. Nhưng mà anh Bi, cái chúng ta của anh Bi đang có dấu hiệu là của anh Bi chỉ thấp hơn bố có một tầng thôi. Là thêm một tầng nữa là anh Bi sẽ cao hơn bố đây. Nhưng mà vấn đề mà anh Bi đang phải lấy ghế ra để xếp. Nhưng mà với cái đàn này thì khả năng là anh Bi sẽ vượt qua bố. Nếu như tầng này anh Bi thành công, em ba đi qua. Em ba đi qua đây cẩn thận nhá. Ba cẩn thận chưa? Ừ. Rồi dạ chưa? Anh đi lại nha. Được. Ủa anh Bi, ôi anh Bi chưa đổ kìa, con lùi ra lín thở. Rồi, khả năng anh Bi đang cao hơn bố tầng rồi. Wow. Anh Bi siêu thế. Con chuẩn đi. Anh Bi, ôi anh Bi siêu thế. Ba ơi, hãy quan sát lín thở xem anh Bi cao hơn bố chưa? Chứ là khả năng bố phải xây lại cái tầng của bố. Bố đang xây tòa của bố để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tầng rồi. Ôi, mấy Bi mà đang bằng bố rồi. Các mắt thường. Ôi, có tải Bi cao thế. Ba gì á? Ủa, anh Bi cao thế nhỉ? Quan sát của anh Bi nhìn bông cháy nhỉ? Chưa tấu hiệu đổ, nhưng mà... Bắt đầu nghe một bên rồi à. Chỉ dựa vào sai suất của anh Bi thôi. Bi sơ suất cái là nó sẽ đổ. Mà lùi ra đổ rồi á. Ôi trời ơi. Thấy chưa? Bố đã nghi nghi rồi. Ê Bi đừng còn ném vào bố nhá. Thôi ai. Ai thôi. Thôi. Chắc chắn.